Chúng tôi đã phải vượt qua hai quả núi mới đưa được nó về đây. Địa hình hiểm trở làm công cuộc tìm kiếm rất khó khăn vất vả. Địa hình rất hiểm trở, cộng thêm việc con gấu trúc vẫn chưa hết sợ sau sự cố động đất, làm cho công tác tìm kiếm của chúng tôi rất khó khăn. Con gấu trúc sau đó được chuyển tới Tây An, rồi tới Thành Đô, nơi cách đó 110 km. Tại đây có trung tâm bảo tồn gấu trúc với số lượng lớn, lên tới 40 con. Cũng bởi vì nơi đây có điều kiện môi trường giống với môi trường tự nhiên nhất. Thức ăn cho gấu trúc được mang tới nơi này hàng ngày, bởi vì khu rừng trúc ở gần đây đã bị trận động đất phá hủy. Việc vẩy nước cho những cây trúc rất quan trọng. Để thỏa mãn tính háu ăn của gấu trúc, nhân viên chăm sóc phải mang cây trúc tươi đến tận chuồng cho nó. Sau một thời gian được chăm sóc, Quách Quách đã mang thai. Cần phải đề phòng khả năng nó sẽ bị sẩy thai sau tất cả những khổ ải vừa phải chịu đựng. Tuy vậy, 2 tháng sau, vào tháng 7 năm 2008, nó đã sinh đôi khỏe mạnh, đó chính là hai chú gấu trúc Bình Bình và An An. Vào tháng 10 năm 2009, Quách Quách lại sinh ra một cặp sinh đôi nữa. Kể từ năm 2005, khi chỉ mới 5 tuổi, Quách Quách đã sinh tổng cộng 4 chú gấu trúc con. Quách Quách có những biểu hiện giống như triệu chứng bị sốc sau động đất. Nó được khám cẩn thận và điều trị kịp thời. Sẽ phải mất cả mùa hè để nó có thể hồi phục hoàn toàn. Những con gấu trúc con được chăm sóc cẩn thận trong một vườn trẻ. Sau khi được 2 tuổi, chúng mới được cho tiếp xúc với môi trường tự nhiên. Đây là con Uchin. Nó được sinh vào tháng 9 năm 2007. Uchin cũng rất phàm ăn. Gấu trúc cần ăn càng nhiều càng tốt. Vì thức ăn chính của chúng là trúc, vốn rất nhiều chất dinh dưỡng. Chúng có tỷ lệ trao đổi chất là 17%. Uchin đang chứng tỏ một khả năng được di truyền từ tổ tiên của nó. Gấu trúc đánh dấu lãnh địa của mình bằng cách dùng móng vạch lên trên thân cây. Trong tự nhiên, gấu trúc là loài thích sống độc lập. Sau khi rời khỏi mẹ, gấu trúc con sẽ sống một mình trong rừng, chỉ trừ 2 đến 3 ngày vào mùa xuân khi chúng gặp gỡ bạn tình. Chính vì thế, khả năng tự lập của chúng rất cao. Cây cối có lẽ là người bạn thân thiết nhất của gấu trúc. Gấu trúc dành phần lớn thời gian sống trên cây.
This is Uchin's twin brother. Đây là Uchia, là anh em song sinh với Uchin. Hai con gấu trúc được sinh ra tại một vùng là trung tâm của thảm họa động đất Tứ Xuyên. Uchin và Uchia hiện đang trong tình trạng rất tốt. Sức khỏe của chúng đã phục hồi hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc tận tình của đội ngũ nhân viên trung tâm. Hai con gấu trúc này là những con cuối cùng được cứu sau thảm họa động đất tại Tứ Xuyên. Có nhiều con gấu trúc đã bị chết vì bệnh tật, nhưng vượt qua mọi khó khăn, Uchin và Uchia đã sống sót. Nếu thích nghi tốt với cuộc sống ở khu bảo tồn này, chúng sẽ được trả về với tự nhiên. Những nhân viên chăm sóc gấu trúc đã về nhà. Các con gấu trúc sẽ làm gì vào ban đêm? Chúng vẫn không ngừng ăn. Vào sáng sớm, một chiếc xe ô tô chở đầy thức ăn cho gấu trúc đã đến trung tâm. Những công nhân đến từ thị trấn gần đó đang dỡ các cành trúc xuống. Một con gấu trúc mỗi ngày ăn hết một khối lượng trung bình vào khoảng 38 kg cành trúc. Để thỏa mãn tính háu ăn này, trung bình một tuần có tới từ 3 đến 4 chuyến xe chở thức ăn vào trung tâm. Mỗi một chuyến như vậy sẽ cung cấp thức ăn cho gấu trúc trong vòng 2 ngày. Nhân viên chăm sóc gấu trúc tới kiểm tra thường xuyên. Nhưng trông anh có vẻ không hài lòng lắm với chất lượng trúc hôm nay. Cuối cùng, những cành trúc không đảm bảo chất lượng sẽ bị trả lại. Chỉ các cành trúc tươi non nhất mới được giữ lại làm thức ăn cho gấu trúc. Nhân viên chăm sóc mang thức ăn đến cho gấu trúc mẹ khi nó đang chăm con. Kể từ sau trận động đất, đã có tổng cộng 29 con gấu trúc được sinh ra tại đây. Con gấu trúc con đang kêu gào giống hệt một đứa trẻ mới sinh. Nhưng mẹ nó vẫn đang mải ăn. Không thể trách gấu mẹ được bởi vì nó còn phải cho con bú. Con gấu trúc con tội nghiệp, không biết làm thế nào gạt được cành trúc đang vướng vào người nó ra. Gấu trúc mẹ cuối cùng đã đến bên vỗ về con của mình. Gấu trúc con đang được bình yên trong vòng tay mẹ. Is that a faint smile we see? For 6 months after giving birth, đã 6 tháng sau khi sinh, con gấu trúc mẹ dành toàn bộ thời gian chăm sóc con mình. Những nhân viên chăm sóc gấu trúc đang quan sát tình hình qua màn hình camera.
Các hình ảnh về gấu trúc mẹ và con được ghi lại đầy đủ nửa tiếng mỗi lần. Nhiệm vụ của những nhân viên này là giám sát chặt chẽ các con gấu trúc mang thai và mới sinh qua màn hình máy tính. Quách Quách là con gấu trúc mới sinh con được 2 tuần. Nó đang được theo dõi rất chặt chẽ. Quách Quách đang làm vài động tác vận động cơ thể. Chẳng bao lâu nữa, nó có thể duỗi chân thoải mái để hoạt động bình thường. Những lúc như thế này, Quách Quách vẫn cẩn thận không đặt con xuống đất. Nó biết rằng con mình không thể thích ứng được với nhiệt độ môi trường vì vẫn còn chưa có lông. Con gấu trúc này đã sinh đôi sau thảm họa động đất kinh hoàng. Và giờ nó đẻ thêm được một lần sinh đôi nữa. Nó quả thật là một bà mẹ đảm đang. Hôm nay là ngày thứ 15 sau khi sinh. Đây là lúc cháu đổi con gấu trúc con đang được mẹ nó chăm sóc với con gấu con đang ở trong lồng kính. Hai con gấu này được đổi nhau 5 ngày mỗi lần. Nhân viên chăm sóc đang cố gắng làm cho gấu mẹ bị phân tâm bởi thức ăn, nhưng gấu mẹ có vẻ không buông con nó ra dễ dàng. Gấu trúc vốn hiền lành, nhưng đây có thể sẽ là lúc nguy hiểm. Hàm răng sắc nhọn của nó có thể sẽ làm nhân viên chăm sóc bị thương. Quách Quách có vẻ đang tức giận. Tốt nhất là nhân viên nên rút lui, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến sự an toàn của gấu con. Vậy là nhân viên chăm sóc đành phải bỏ cuộc trước sự chăm sóc kỹ lưỡng của gấu trúc mẹ dành cho con nó. Chỉ còn một cách nữa, đó là dùng đến mật ong, thức ăn yêu thích của Quách Quách. Kế hoạch được đặt ra là phải đánh lạc hướng Quách Quách nhờ vào mật ong. Vậy là sau 20 phút, nhân viên chăm sóc đã mang được gấu trúc con ra khỏi mẹ nó. Khi nhìn con mình bị mang đi, Quách Quách đã bộc lộ bản năng làm mẹ. Sau khi được mang ra khỏi mẹ, gấu trúc con được bọc kín trong một chiếc khăn. Nó nhanh chóng được mang đến nơi chăm sóc gấu trúc sơ sinh. Khi sinh đôi, gấu mẹ chỉ có thể chăm sóc được cho một con gấu trúc con khỏe mạnh hơn, nên con gấu trúc con còn lại mới được chăm sóc như thế này. Đầu tiên, nó được cân để kiểm tra xem đã tăng bao nhiêu cân. Nó nặng hơn 425 gram, vậy là đã nặng hơn so với lúc mới được sinh ra. Sau đó, nó được đo chiều dài. Tất cả những số liệu về chiều dài, cân nặng được ghi chép lại cẩn thận. Hai con gấu trúc sơ sinh được gặp nhau một lát. Con gấu trúc con bên trái, vốn được nuôi bằng sữa mẹ, tỏ ra lớn nhanh hơn.